Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Quảng Ninh đón công nhân trở lại làm việc sau Tết. Hải Dương có 5 ổ dịch COVID-19 lớn. Hà Nội mở rộng xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng. Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân và trồng cây lưu niệm tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội. Trong không khí ấm áp đầu xuân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành quả xây dựng phát triển đất nước. Nguyện quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long Hà Nội và những giá trị cao quý của dân tộc, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sau lễ dâng hương, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã trồng cây lưu niệm tại trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Trong dịp Tết vừa qua, hệ thống mặt trận từ Trung ương đến địa phương cùng các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nguồn lực, phân bổ, kinh phí, tổ chức đi thăm tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng số tiền lên tới trên 6.114 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị mặt trận cùng các tổ chức thành viên cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác hỗ trợ chăm lo cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, cần nâng cao tinh thần phối hợp thông qua việc quan tâm, động viên tới những người đang ở tuyến đầu chống dịch, những người đang sinh sống, làm việc ở vùng biên giới hải đảo, vùng khó khăn, vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, đến nay hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bước vào sản xuất trở lại. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch được các doanh nghiệp đặc biệt coi trọng. Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán thì trong sáng ngày 6 Tết, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bắt tay vào sản xuất trở lại. Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp hết sức quan tâm là công tác phòng chống dịch cho người lao động đến làm việc để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch. Do hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu vẫn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch nên tất cả lao động làm việc tại công ty cổ phần Thuận Đức trên địa bàn huyện Kim Động vẫn được tiếp tục cho nghỉ nhưng không ảnh hưởng đến quyền lợi và các chế độ liên quan. Khi hết nguy cơ lây nhiễm dịch sẽ trở lại công ty làm việc bình thường. Trong khi tại các bộ phận làm việc ở nhà máy, công tác phòng chống dịch được doanh nghiệp hết sức coi trọng theo khuyến cáo 5K của ngành y tế. Thực hiện theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như là cái thông báo 30 của Ủy ban dân tỉnh thì ngay từ ngày đầu đi làm chúng tôi đã yêu cầu khai báo y tế 100% để sàng lọc đối với các cái lao động mà đến từ các cái vùng dịch và các cái đang là cái ổ dịch thì chúng tôi sẽ tạm chưa tiếp nhận lao động. Thứ hai nữa là đối với các cái lao động mà đã đi đến các cái địa phương mà nơi đã có các vùng dịch thì chúng tôi sẽ lập danh sách để lên cái phương án để tổ chức xét nghiệm. Tất cả lao động trở lại làm việc đều được doanh nghiệp này bắt buộc phải khai báo y tế chi tiết. Đối với những lao động đến từ vùng có dịch, tiếp tục được thông báo nghỉ để tà soát phối hợp với các cơ quan chức năng, xét nghiệm, bảo đảm đủ điều kiện theo các hướng dẫn quy định của tỉnh Hưng Yên trước khi trở lại công ty làm việc. Công ty chúng tôi đã rà soát toàn bộ cán bộ công nhân viên. Đi làm hôm nay là chỉ cho khoảng 50% cán bộ công nhân viên đi làm. Thứ hai là rà soát và khai báo y tế với những người ở quanh khu vực tỉnh Hưng Yên. Với người ở xa đến là yêu cầu là có khai báo y tế đối với xã, nơi thuê trọ, nơi ở của bộ công nhân viên. Và đến công ty là đều khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. Do tiếp giáp với tỉnh Hải Dương đang là ổ dịch lớn nhất cả nước, có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, nguy cơ Hưng Yên lây nhiễm dịch là rất lớn. Đòi hỏi công tác quản lý khai báo y tế đối với những lao động ở vùng giáp danh phải được từng doanh nghiệp và địa phương hết sức coi trọng, vì không ít công nhân đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhưng làm việc ở Hải Dương và ngược lại. Sau kỳ nghỉ Tết,
nhiều công nhân đã quay trở lại các đảo của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để tham gia lao động sản xuất trở lại. Công ty Viclastera Vân Hải đã tổ chức chuyến tàu đầu tiên đưa toàn bộ công nhân nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cập cảng Quan Lạn vào sáng sớm ngày 17 tháng 2 để kịp thời gian lao động vào ngày đầu tiên ra quân của năm mới Tân Sửu. Ngày sau khi lên đảo, các công nhân bắt tay ngay vào ca làm việc đầu tiên, bốc xếp 500 tấn cát xuất cho khách hàng là công ty kính nổi Việt Nhật ở tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, từ chiều mùng 5 Tết, hàng nghìn người lao động xa quê đã quay trở lại Quảng Ninh để làm việc. Theo quy định, những người lao động trở lại Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc buộc phải cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định mới được quay trở lại làm việc. Lao động chỉ được phép quay lại làm việc khi đã đảm bảo an toàn về dịch COVID-19. Đến ngày 17 tháng 2, 357 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam đã sản xuất kinh doanh bình thường trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Hầu hết người lao động tại các doanh nghiệp đã trở lại làm việc ổn định, với tổng số lao động là hơn 63.300 người, đạt tỷ lệ 95,3%. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, yêu cầu người lao động đến từ Hải Dương, Quảng Ninh đã quay lại phải thực hiện việc khai báo y tế và cách ly tại nơi lưu trú. Các doanh nghiệp có người lao động từ Hải Dương, Quảng Ninh chưa quay trở lại làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp này chỉ đạo người lao động chưa quay trở lại làm việc. Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, trong dịp Tết với bối cảnh bình thường mới, nhiều biện pháp đồng bộ đã được triển khai để phòng chống dịch COVID-19. Nhân dân cả nước đã đón Tết trong không khí sum vầy, vui tươi, an toàn. Trong đó, thị trường hàng hóa phong phú, giá cả ổn định. Theo đó đã cung ứng đầy đủ nhu cầu thực phẩm phục vụ nhân dân trong dịp Tết, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, tiền lương tiền thưởng cho người lao động cơ bản được bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Nhìn chung, sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán năm 2021 chỉ tăng từ 3-5% so với tháng thường và tăng từ 7-10% so với cùng kỳ Tết năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, với khí hậu lạnh đặc thù của Đà Lạt, các sản phẩm từ len đã trở nên quen thuộc với người dân và du khách nơi đây. Những người thợ thêu đan len của Đà Lạt đã không ngừng sáng tạo, biến hóa những sản phẩm đan thêu một cách phong phú, đa dạng, đẹp mắt. Trong đó có những bông hoa, chậu hoa độc đáo, đặc biệt là những cành đào, cành mai khoe sắc mùa xuân. Đan móc len những sản phẩm có kích thước lớn đã khó, việc tạo đường nét, màu sắc, hình dáng cho từng cánh hoa nhỏ lại càng khó hơn. Điều này không chỉ đòi hỏi người thợ đan thêu phải tỉ mỉ, cẩn thận, mà bàn tay, đôi mắt còn phải có tính thẩm mỹ cao. Khi những cánh hoa riêng lẻ hình thành, cũng là lúc người thợ thêu phải có cách phối hợp hài hòa giữa các cánh hoa để có một bông hoa hoàn chỉnh, cũng như thổi hồn liên kết giữa cánh bông nụ để ra đời một cành hoa, chậu hoa đào mai sống động. Những sản phẩm thủ công như thế này mang một vẻ đẹp riêng có, độc đáo, chứ không có sự lặp lại đồng loạt như các sản phẩm công nghiệp. Đó chính là sức thu hút của những chậu đào mai nở trên tay những người thợ thêu. Mình tỉ mỉ, mình làm theo đúng bài, với lại mình chịu khó nắn cái khuôn của nó cho nó ra cái cắn cho nó đẹp. Khi mà mình kết thì mình phải để ý là những cái chi tiết nhỏ của nó, ví dụ như cái dáng của cái cành hoặc là cái sắp xếp theo trình tự của bông nụ rồi lá, rồi cho nó hài hòa. Nói chung là cái hàng đan tay á, là cái hàng nó rất là độc quyền, nó truyền thống xưa giờ, cả nước ngoài và cả ở đâu người ta cũng thích cái hàng đan tay. Mình mặc á, nó chất lượng từ cái đường kim, đường chỉ rồi may vá đồ rất là đẹp. Những chậu đào mai bằng len rực rỡ sắc màu với thế sáng đẹp mắt, sinh động đã trang điểm cho đời sự ấm áp tươi vui. Bên cạnh đó có những cánh hoa đào mai rực rỡ điểm tô cho những đôi găng tay, tà áo dài và một số vật dụng khác thêm phần quyến rũ. Đây chính là những sản phẩm đặc trưng mà mỗi con người Đà Lạt hoặc du khách đến với thành phố mù sương đều muốn mua sắm, làm đẹp cho mình, nhất là trong những lúc thời tiết chuyển mùa se lạnh. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tính đến 6 giờ ngày 19 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay 755 ca.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, đến 6 giờ ngày 18 tháng 2, Hải Dương có 5 ổ dịch lớn ở thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và ổ dịch mới tại thành phố Hải Dương. Hải Dương ghi nhận 558 ca bệnh ở 75 trên 235 xã phường, thị trấn của 12 trên 12 huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, từ 15 đến 17 tháng 2, tại thành phố Hải Dương đã phát hiện 11 ca bệnh và đều xảy ra trong cộng đồng. Các bệnh nhân có dấu hiệu khởi phát và khả năng lây nhiễm tại cộng đồng trong thời gian dài là khoảng 3 tuần. Nhiều mốc dịch tễ rất phức tạp. Đến tối 17 tháng 2, các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã tìm ra nguồn lây của bệnh nhân 2278. Bệnh nhân này lây nhiễm từ nhân viên tẩm quất tại hội người mù. Nhân viên tẩm quất này lây từ em làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Pujun Việt Nam và đã lây nhiễm cho chồng con và người giúp việc của gia đình. Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh, triển khai 949 chốt kiểm soát, triển khai 203 khu cách ly tập trung, phong tỏa 71 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng. Hải Dương hiện có 13.956 F1, số đã hoàn thành cách ly là 5.311 người, F2 là 67.724 trường hợp, đã hoàn thành cách ly tại nhà là 46.829 trường hợp. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan và mầm bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập vào thành phố sau Tết, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã quyết định mở rộng xét nghiệm sàng lọc diện rộng đối với các trường hợp có nguy cơ cao trở về từ Hải Dương và các ổ dịch của 11 địa phương. Lũy tích giai đoạn 4 tính đến 17 giờ ngày 17 tháng 2, Hà Nội ghi nhận 35 ca mắc, trong đó chủ yếu liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương. Vì vậy, Sở Y tế kiến nghị ra soát xét nghiệm cho tất cả những người về từ tỉnh Hải Dương trong vòng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 2 tháng 2 đến 0 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021 và thực hiện giám sát sức khỏe tại nhà, đồng thời lấy mẫu cho tất cả những trường hợp về từ các ổ dịch chưa qua 14 ngày của các tỉnh cũng như toàn bộ nhân viên y tế của các đơn vị y tế thành phố. Chúng tôi cũng đề nghị yêu cầu là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của thành phố sẽ thông báo cụ thể các điểm mà phong tỏa của các địa phương, thì những người qua khu vực này chúng ta cũng yêu cầu như là ở Hải Dương để chúng ta thực hiện. Còn những người khác thì đến cơ quan y tế để chúng ta tư vấn. Trường hợp nào cần phải làm xét nghiệm thì chúng ta sẽ thực hiện xét nghiệm. Đồng ý với đề xuất của Sở Y tế cũng như các quận, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID Hà Nội yêu cầu phải thực hiện lấy mẫu càng sớm càng tốt, ưu tiên theo thứ tự nguy cơ lây nhiễm. Chậm nhất phải hoàn thành trong ngày 20 tháng 2. Song song với đó, phải tiến hành mở rộng xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên trong cộng đồng. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch với các kế hoạch cụ thể, khuyến khích làm việc trực tuyến, rà soát kiện toàn tổ COVID-19 cộng đồng, giám sát chặt chẽ khu cách ly không để lây nhiễm chéo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm trên địa bàn. Tính đến ngày 18 tháng 2, 43 tỉnh thành trong cả nước cho học sinh nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các địa phương này cho toàn bộ học sinh các cấp dừng đến trường nhưng yêu cầu nhà trường tổ chức dạy và học theo đúng chương trình năm học 2020-2021 với hình thức phù hợp, trong đó chủ yếu chuyển sang dạy trực tuyến. Cả nước đã có 9 học sinh, sinh viên và 1 giáo viên mắc COVID-19. Trước đó, trong đợt dịch đầu năm 2020, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước phải dừng đến trường, chuyển sang học online qua truyền hình khoảng 3 tháng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Danh mục này gồm 32 sách giáo khoa lớp 2 của đầy đủ, 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc cùng sách giáo khoa môn tự chọn tiếng Anh, 40 sách giáo khoa lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Các sách giáo khoa có tên trong danh mục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thuộc 4 đơn vị xuất bản, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những đơn vị có kinh nghiệm trong biên soạn sách và có sách giáo khoa lớp 1 được phê duyệt sử dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu từ mùng 9 tháng 2 đến 15 tháng 2, thông qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện, xử phạt nguội gần 600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển phương tiện không đúng phần đường, làn đường, không đúng tốc độ, dừng đỗ xe sai quy định. Các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến này sẽ bị máy camera giám sát ghi lại và truyền về cho máy nhận diện ở điểm cuối cao tốc để lực lượng chức năng xử phạt. Nhiều trường hợp vi phạm giao thông khi bị xử phạt đều được cho xem lại lỗi vi phạm của mình, địa điểm và ngày giờ vi phạm. Trong báo cáo trình chính phủ về tình hình giá cả thị trường và các biện pháp bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Bộ Tài chính đã đề xuất thời gian tới cần chủ động các biện pháp kiểm soát bình ổn giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tránh để xảy ra hiện tượng tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt, gây bất ổn thị trường. Các giải pháp được cơ quan quản lý đề xuất gồm tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra về chấp hành các quy định pháp luật về giá gắn với kiểm tra pháp luật về thuế phí, quản lý chặt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau Tết. Cần tiếp tục chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về điều hành giá, nhất là các mặt hàng nhà nước còn định giá, mặt hàng nhạy cảm, đến người dân, công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng, hạn chế những thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng và gây bất ổn thị trường. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đánh giá tình hình giá cả thị trường cơ bản bình ổn, nằm trong kiểm soát và diễn biến theo đúng với kịch bản công tác điều hành giá trong dịp trước Tết do Ban chỉ đạo điều hành giá đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, chỉ hơn một tháng đưa vào khai thác kể từ khi cầu Thăng Long tu sửa lại, lực lượng thanh tra của Hà Nội đã quyết liệt tuần tra kiểm soát, phát hiện gần 50 trường hợp vi phạm xe chở quá tải trọng với tổng số tiền xử phạt lên tới hơn 1 tỷ đồng. Đây được cho là biện pháp mạnh xử lý nghiêm xe quá tải lưu thông qua cầu Thăng Long nhằm bảo vệ kết cấu cũng như tuổi thọ công trình sau khi sửa chữa và đưa vào thông xe khai thác. Do không kịp lắp chạm cân tự động nên Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị chức năng thành lập ngay tổ kiểm soát tải trọng di động ở đầu cầu Thăng Long, kiểm soát chặt chẽ xe lên xuống để bảo vệ kết cấu cầu ngay sau khi được sửa chữa, nâng cấp. Bên cạnh đó, vị trí chạm cân tải trọng tại km 1+00 đường Võ Văn Kiệt cũng được Cục Quản lý Đường bộ 1 thay đổi để kiểm soát tải trọng xe khi di chuyển sang đầu cầu Thăng Long phía Bắc hướng Nội Bài đi vào trung tâm thành phố Hà Nội, đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến đường cầu Thăng Long, đường Vành Đai 3, đường Võ Văn Kiệt. Cắt cử quân số với thường xuyên ứng trực 24/24 giờ trên ngày, và các cái phương tiện mà có dấu hiệu mà chở hàng quá tải hoặc cơi lưới thành thùng mà khi chạy qua khu vực của cầu thì chúng tôi tiến hành dừng xe để kiểm tra tải trọng các phương tiện. Về cơ bản thì các cái phương tiện mà chở hàng quá tải đi qua cầu là giảm rất nhiều. Hiện tượng xe vi phạm thì cái thời gian đầu là cũng có, thế và chúng tôi cũng đã xử phạt được triệt để, và đó thì cũng đã là một cái để mà răn đe và cũng cho thấy rằng là cái việc kiểm soát tải trọng xe qua cầu này nó không phải là cái thời điểm hiện tại mà sau này cũng sẽ duy trì được. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã xử lý được trên 50 xe chở quá tải trọng với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng. Nếu không có lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát thì số xe vi phạm sẽ lớn hơn nhiều. Dù lượng phương tiện lưu thông trên cầu tăng đột biến, nhưng kết cấu hạ tầng của cầu Thăng Long vẫn được đảm bảo. Mặt cầu êm thuận, tăng tuổi thọ công trình cầu Thăng Long. Cái lượng xe lê qua đây thì chủ yếu là xe tải rất nhiều, nhưng mà cái chất lượng mặt đường vẫn đảm bảo. Thì qua cái một tháng thì tôi thấy là cái yên tâm về cái chất lượng sửa chữa mặt cầu Thăng Long. Toàn quốc và nhân rộng được cái đề án kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ bằng cân tự động này để mà phạt nguội, thì chắc chắn là sẽ đảm bảo được cái ba tiêu chí là giảm được cái tai nạn nghiêm trọng, môi trường xanh sạch đẹp và kéo dài tuổi thọ, tức là cái cơ sở hạ tầng của toàn bộ đất nước. Hà Nội đang khẩn trương triển khai lắp cân tải trọng tự động để phạt nguội, chứ không cần lực lượng túc trực 24/24 giờ mà vẫn kiểm soát được toàn bộ xe lưu thông trên cầu và vành đai 3 của Hà Nội. Và tiến tới, Tổng cục cũng triển khai lắp đặt 19 trạm cân tự động tại các đầu cầu như cầu Thanh Trì, đại lộ Thăng Long, cầu Nhật Tân, có nhiều xe tải lưu thông, bảo vệ kết cấu an toàn giao thông, giúp môi trường Hà Nội ngày càng sạch, đẹp hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.